kêu cầu Ngài để gìn giữ chúng con trong cuộc đời của chúng con, nhất là giúp cho chúng con tránh được sự dữ, sự ác. Và không phải chỉ các chúng lễ mà cũng kêu bài anh chị em, chúng ta không có nhớ đến thì mình bị cái hệ thống, chúng ta hay quên đi. Hãy cầu nguyện tới tâm mạch thiên thần Vy Tê, thiên thần Gác Lê, là phải là những thiên thần chúng ta đến trong cuộc đời của chúng ta. Và hôm nay cũng là ngày thiên nhi cho sư chúng ta mừng Trung Thu. Xin Chúa cho tất cả các thiên nhi trong giáo sứ ngày hôm nay được đón một cái buổi Trung Thu trọn vẹn trong niềm vui bình an, và nhất là luôn có Thiên Chúa ở với chúng con như trong cái bảng mà chúng con đề ở ngoài cổng chủ đề cùng vui cùng đón Trung Thu với Chúa Giêsu.